cách pha chế nước rửa tay diệt khuẩn vào cái mùa dịch corona thế này thì chúng ta lúc nào cũng phải sử dụng một cái loại nước rửa tay nha, sao cho nó sát khuẩn tuyệt đối để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như là gia đình của mình. Thì ở trên thị trường bán rất là nhiều, nhưng mà bên Hội An thì và trước có người em á, công ty mở cái công ty hóa mỹ phẩm cho nên cũng khá là gần về công thức để pha chế các cái sản phẩm này, cho nên là ngày hôm nay Hải sẽ hướng dẫn chị em mình làm nước rửa tay, tự pha chế nước rửa tay tại nhà theo công thức. Công thức này là được hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, rất là an toàn, bảo đảm vệ sinh, và bên Hội An còn bỏ thêm glycerin để dưỡng da tay và có thêm cái hương xả thơm dịu. Sau này nếu mà qua cái mùa dịch rồi thì em mình còn nước rửa tay này có thể xịt để tránh mũi cũng được nha. Mình đi cắm trại đi đâu ở vùng rừng sâu gì đó, hầm thấy sợ có mũi đó, mình có thể xịt để tránh mũi nó tiếp xúc với mình nha. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn chị em mình cái công thức để mình làm được trong vòng 1 ký. 1 ký nước rửa tay này thì mình sẽ pha được khoảng 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này. Và bên Hội An thì đây là cái sản phẩm để gây quỹ từ thiện của nhóm Melly Club, cho nên là em sẽ bán giá là 30.000 một chai 100ml như thế này, và bảo đảm là sát khuẩn tuyệt đối, hương thơm và dưỡng da tay của em mình không có bị khô. Thì đây là cái công thức pha chế rất là đơn giản nhưng mà an toàn và bảo đảm vệ sinh ha. Thì chắc là trước tiên em sẽ pha cồn để làm được 1 ký, cho nên là 10 chai là 1.000ml nước rửa tay, mình sẽ cần 760g cồn. Thì đây mình có cái cân rồi ha, mình cứ pha cồn vào đây. Cồn thì em hẹn bữa đựng trong cái chai này, mà thực ra nó là cồn. Rồi. 760 cồn. Rồi tiếp theo là mình sẽ dùng oxy già. Thì mình chỉ cần 40 gram oxy già thôi. Đây sẽ bấm te ở đây. Là có 40. À 760 40 nữa. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây. Bấm 9. 40 đồng. 40 cồn và 20 gram glycerin. Này thì chỉ cần 20g thôi. Những cái nguyên liệu này thì chúng ta sẽ mua ở chợ lớn, chợ Kim Viên gì đó. 20g đi xe đi. 20 thì ít lắm ha. Mình tập giấy nó và tỉnh mỹ xuống. Ừ. Rồi, 20 xe đi là đẹp lắm. Thì cái bộ học chúng ta sẽ có đều lên. Đều lên, chúng ta sẽ có bộ học sau này nha. Cái đều lên. Cái CD thì nó sẽ dễ bị bỏ hơn, cho nên mình phải có đều tay lên đó. Có mà tay hết vô. Rồi mình để riêng ra. Mình để riêng cái hỗn hợp này ở đây. Rồi sau đó là mình pha nước. Cái thành phần tiếp theo thì mình sẽ pha nước vào ha. Ăn là dùng nước suối nha. Mình sẽ pha 180g nước. Được dừng lại. 180g nước này. Rồi cái hương xả đó thì mình sẽ cần 16 giọt nha. Mình cái này thì mình tính bằng giọt. Giọt thì chị em mình sẽ dùng cái vòi này để chúng ta bơm ra. Rồi chúng ta cũng khuấy đều lên. Đây. Mình pha vừa phải thôi, nếu không thì nó sẽ bị đục nước á. Rồi sau khi mà pha nước nè, rồi cồn nè, glycerin nè, oxy già nè và hương xả vào đây, chúng ta sẽ khuấy đều lên. Khuấy hòa tan hết hỗn hợp này lại. Hòa tan hết.
Và sau đó chúng ta sẽ lọc cặn ra. Vì ở đây chắc chắn nó sẽ có cặn ra, và khi mà chúng ta xịt ra rửa tay gì đó thì nó sẽ bị ống cặn, nó sẽ dễ bị nhạt lắm, cho nên là chúng ta phải lọc. Rồi. Bây giờ em sẽ bắt đầu công đoạn lọc cho mọi người xem. Rồi, qua cái bước mà mình lọc cặn đi ha. Thì mình sẽ dùng khăn giấy ướt. Mình để hai lớp đi cho nó lọc được tuyệt đối hơn. Đó. Sau đó chúng ta cứ rửa cái này qua đây thôi. Rồi sau khi mà lọc cặn xong cái này đó thì chúng ta có thể bỏ vào chai, bỏ vào chai, đóng vào chai và để 3 ngày trước khi ta sử dụng. Để các thành phần nó hòa tan thành hết, chúng ta mới sử dụng được 2 ngày sau 3 ngày. Xong thì mình sẽ thấy nước rất là trong luôn rồi đó. Sau đó mình sẽ chiết vào chai. Đó. Đây là thành phẩm cái nước rửa tay. Mình sẽ thấy thơm thơm mùi xả, có mùi cồn mà thơm thơm hương xả nữa ha. Thì bên Hoàng An sẽ đóng một chai 100ml, đóng vào cái chai này luôn. Và công đoạn cuối cùng là dán nhãn vào để cho ra cái chai nước rửa tay như thế này. Nhưng mà chúng ta nhớ nha, tại vì bên Hoàng An nó làm xong 3 ngày mới sử dụng nha. Mình chế đây đi. Để vừa cũng lên thôi. Nhiều quá nhạc bơm lên. Rồi. Vậy ha, mình có cái nắp này. Sau khi mà bỏ vào chai thế này rồi thì chúng ta sẽ còn công đoạn cuối cùng là dán cái nhãn vào. Thì bên Hoàng An cũng đặt cái nhãn của Manly Club và ghi rõ ràng đây là sản phẩm đi gây quỹ từ thiện ha. Mình sẽ dán cái nhãn này vào đây. Đây. Để căng để cho đều hơn. Hồi nãy dán chai đầu tiên là thấy méo xẹo rồi đó. Chai này méo nữa. Đây như thế này ha. Và để test thử trước khi giao cái chị em mình làm, em cũng sẽ test thử xem là cái vò sẽ có vấn đề gì hay không. Bán 30.000 một chai nước rửa tay với giá để mình quyên góp vào cứ mỗi chai vậy thì mình sẽ bỏ được 10.000 đồng vào quỹ từ thiện và để sử dụng cho cái chuyến giao phước đầu năm lên miền Tây biển tại Ba Ghi của quỹ từ thiện Mini và bạn bè Facebook. Nếu ai có nhu cầu mua ủng hộ thì để lại số điện thoại và địa chỉ ha, và bên em sẽ ship hàng giá chót là từ 5 chai nha, 5 đến 10 chai thì bên em sẽ ship được. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Con xin kèm chúc cho cả nhà chúng ta sẽ bảo vệ được luôn an toàn diệt khuẩn tuyệt đối trong cái mùa dịch corona này nha. Bye bye mọi người.